Thế kỷ 21 là thế kỷ mà loài người trên trái đất phải đối mặt với nghiệp lực bùng nổ toàn cầu. Khắp các châu lục đều xảy ra những kiếp nạn mang lại bao sự chết chóc, đau thương cho con người, mang đến nguy cơ sự sống của muôn sinh trên trái đất bị hủy diệt. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi chỉ thu nhỏ ống kính quan sát tại khu vực Đông Nam Á, quanh những quốc gia mà từ hơn 10 năm nay, Minh Sư Tru Ma đã nhọc nhằn ban trải lực lượng của Thượng Đế, nhọc nhằn quá giải những thân nghiệp khủng khiếp của chúng sanh khu vực này. Hơn 10 năm qua, thế giới thấy những người tu học thiền định âm thanh và ánh sáng nội tại với Minh Sư Tru Ma chủ yếu là người những quốc gia Đông Nam Á. Nhiều người, ngay cả chúng tôi, những học trò ruột của Minh Sư Tru Ma cũng ngộ nhận rằng chắc chỉ Đông Nam Á nghiệp chướng nặng nề nên vị Minh Sư tại thế của thế kỷ 21 mới tập trung độ Đông Nam Á nhiều. Chắc chúng sanh Đông Nam Á có duyên với Ngài nhiều, vân vân và vân vân. Vài ba năm gần đây, ngoài Đông Nam Á, thế giới thấy Minh Sư Tru Ma còn có những chuyến hoằng pháp dài ngày vòng quanh thế giới. Ngài đã dậm chân tới lục địa châu Âu và châu Mỹ. Thế mới biết trong vô hình, nghiệp chướng chúng sanh là những dòng chảy tràn lan không biên giới, và Minh Sư tại thế không thuộc về riêng ai, không thuộc về riêng đất nước nào, châu lục nào. Thượng Đế sẽ đưa Ngài tới mọi hang cùng ngõ hẻm trên trái đất này, tới những nơi mà cái nhân không lành chúng sanh treo từ nhiều đời. Này sắp kết thành quả cây, quả đắng chát. Đó là chiến tranh, thiên tai, động đất, sóng thần, đại hồng thủy, vân vân. Minh Sư sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cuối tháng 5 năm 2018, sau những chuyến hoằng pháp tại Myanmar, Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Minh Sư Tru Ma lên đường về Mỹ, tiếp tục chuyến hoằng pháp xuyên các tiểu bang miền Nam nước Mỹ, từ Tây sang Đông. Ngài có nói với học trò rằng, sau nước Mỹ, ta sẽ tới châu Âu, bởi châu Âu và nước Mỹ đều có những nhân nghiệp cần được hóa giải. Chúng sanh những nơi này cũng đang trong dòng nguy hiểm, ta như ngồi trên đống lửa. Nếu 2 tháng nhục thể ta vắng bóng tại Đông Nam Á, Đông Nam Á sẽ rất nguy hiểm, đại hồng thủy dễ bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong những ngày đầu tiên của chuyến hoằng pháp xuyên nước Mỹ, đầu tháng 6 năm 2018, Minh Sư Tru Ma triệu tập chúng tôi đột xuất giữa đêm khuya. Ngài tiết lộ, những đập thủy điện tại các nước Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt Nam, có nguy cơ dở. Đây là một nghiệp chướng của chúng sanh, một cuộc chiến giữa các lực lượng phủ định trong vô hình, tạo nên đại hồng thủy từ trên núi xuống, từ đất liền bung ra. Nếu nó bung ra là dân khổ, dân đói đó các con ạ. Ta đang tìm cách hóa giải, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Các con biết không, đất nước Việt Nam mình vì sao cứ chìm đắm mãi? Trong nhiều nguyên nhân cũng có một nguyên nhân do những ý niệm thù hận, oán hận từ bao triệu đồng bào Việt Nam sống tại hải ngoại này. Mấy chục năm trước, họ rời quê hương trong sự khắc nghiệt, hiểu lầm, đau khổ. Họ cứ ôm mối hận, mối ác cảm đó trong tim suốt bao năm qua. Thời thế đã đổi thay, nhưng ý niệm căm hận không thay đổi của họ đã tạo một khối lực lượng phủ định. Nó tụ lại và bao phủ đất nước mình. Vì sao đợt này ta phải có chuyến hoằng pháp tại Mỹ là vậy? Trong nhiều bài giảng, Minh Sư Tru Ma từng nói, nghiệp chướng nó giống như một loại vi khuẩn gây dịch bệnh vậy. Nếu mình có phòng chống, có sự đối phó trấn áp trước với nó, thì nó sợ liền, nó dè chừng và tác hại gây bệnh của nó giảm liền tức khắc. Những sự phòng chống với những vi khuẩn nghiệp chướng gây bệnh này là gì? Chúng tôi hiểu Minh Sư muốn nói đến niềm tin của chúng sanh với các đấng thiêng liêng tối cao và sự cầu nguyện của họ dâng lên các ngài, cầu xin trời Phật gia ân cứu độ.
là những người theo Minh Sư Tru Ma tu học chánh pháp từ những ngày đầu ngày ra đời hoằng pháp độ sanh. Chúng tôi biết, dù chúng sanh vô minh không biết trời biết Phật, không biết cầu nguyện, thì với trái tim từ bi, Minh Sư Tru Ma vẫn âm thầm cứu độ họ. Nhưng Phật không cầu, không thỉnh, không thiết, và Phật chỉ độ được những người có duyên, có niềm tin mạnh mẽ vào Ngài mà thôi. Đó là luật của vũ trụ. Vậy nên nếu chúng sanh, đặc biệt những người đại diện chúng sanh không biết Minh Sư là ai, không biết Ngài có lực lượng của Thượng Đế quá giải nghiệp chướng chúng sanh, không biết đặt một niềm tin mạnh mẽ vào Ngài, không biết cất lời cầu thỉnh tới Ngài, thì luật nhân quả cũng sẽ không cho Ngài can thiệp nhiều vào những nhân nghiệp này. Cho dù Minh Sư Tru Ma vì lòng thương có dùng công đức và phước báo tu hành đời đời kiếp kiếp của Ngài để quá độ những tai kiếp mà thiên nhãn Ngài nhìn thấy. Cũng như nhiều kiếp nạn những năm trước đây mà Minh Sư Tru Ma đã quan sát được bằng thiên nhãn của Ngài, hiểm họa đại hồng thủy đe dọa tới sự tồn vong của dân tộc Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung đã được chúng tôi tìm mọi cách thông tin đến tai những nhà trách nhiệm trong đất nước. Vì nhân dân, chúng tôi chờ mong một lời cầu nguyện chân thành, khẩn thiết từ các nhà lãnh đạo tới Minh Sư Tru Ma. Cầu xin bậc thầy toàn giác toàn năng dâng lời kêu cầu của chúng sanh lên Thượng Đế tối cao. Xin các ngài xót thương dân tộc Việt Nam, cứu con dân nước Việt thoát khỏi nghiệp chướng này. Nhưng và nhưng lần nào cũng như lần nào, lòng mong mỏi của những người tu hành chúng tôi không mấy được đáp lại. Chúng tôi biết, nhiều lần, nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ Việt Nam có nhận được thông điệp khẩn của Minh Sư Tru Ma, nhưng không hiểu vì nỗi sợ nào các vị đều dè sẻn niềm tin và kiệm lời cầu nguyện như vậy. Có mất gì đâu khi các vị đặt một niềm tin vào Minh Sư Tru Ma, một người con của dân tộc Việt Nam tu hành đắc đạo trong thế kỷ này. Đặt một niềm tin vào Minh Sư để dân chúng được bình an hơn hay để thiên tai xảy ra rồi hao người tốn của đi giải quyết hậu quả? Khi thiên tai đã xảy ra, mọi cố gắng của con người, của khoa học kỹ thuật đều vô dụng. Lời kêu cầu khẩn thiết. Kính thưa Minh Sư Tru Ma, vị Minh Sư tại thế tôn kính. Mấy hôm nay, những người có hiểu biết ở Việt Nam đều ở trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm. Đập thủy điện Sepan Senamnoi trên sông Mekong tại tỉnh Atapu đúng như ngài dự báo vừa bị dỡ. 13 bản làng ở xung quanh bị ngập trong nước và bùn. Gần 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa. 1.400 người vẫn còn bị mắc kẹt, chưa tiếp cận được. 131 người chết và hơn 1.000 người bị mất tích. Lý do dở đập, theo những người có trách nhiệm, là do mưa lớn nhiều ngày khiến con đập không thể chịu đựng nổi. Do dở đập thủy điện ở Lào, khu vực dọc theo sông Mekong của Campuchia cũng bị ảnh hưởng và thiệt hại lớn. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ của nước ta như An Giang, Châu Đốc, nhiều nơi đã bị ngập sâu trong nước lũ. Nước lũ lên quá nhanh khiến mọi người đều không kịp trở tay. Ở miền Bắc Việt Nam, mưa lũ cũng đã kéo dài từ tháng 6 đến giờ. Các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa đều bị lũ quét, đất đai sạt lở, nhà cửa, trâu bò bị nước lũ cuốn trôi, ruộng vườn bị ngập úng, giao thông tê liệt, hàng chục người bị chết. Ở Quảng Nam, tại khu vực thủy điện sông Tranh 2, nơi ngài đã chế ngự nguy cơ dở đập thành công nhiều năm trước đây, từ tháng 5 năm 2018 đến nay liên tục xảy ra động đất. Riêng trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 7
năm 2018 đã liên tiếp xảy ra 6 trận động đất mạnh 3 đến 3,9 độ Richter. Trong đó có 4 trận động đất diễn ra chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Trước đó ở Điện Biên cũng liên tục xảy ra động đất cường độ lên tới 4,3 độ Richter. Ở Thanh Hóa, sau động đất đã xuất hiện những hố tử thần lớn do sụt lún đất. Hà Nội cũng đang trong tình trạng rất căng thẳng. Huyện Chương Mỹ, vùng đất trũng, nơi chứa nước lụt của Hà Nội đang ở trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà bị ngập, chỉ còn nhìn thấy nóc. Nếu nước ở dòng sông Bùi tăng lên khoảng nửa mét nữa thì đê rất khó giữ được. Nếu đê dở, nước sẽ tràn sâu vào quận Hà Đông và một số quận nội thành Hà Nội. Nhưng, thưa Minh Sư Tru Ma, đáng sợ nhất đối với miền Bắc Việt Nam là nhà máy thủy điện Hòa Bình, là những người làm khoa học, tim chúng tôi như ngừng đập khi được biết do áp lực mưa lũ, đập thủy điện Hòa Bình đã phải xả bớt nước. Điều đó gây ra sự cố sạt lở đất rất lớn ở khu vực lân cận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền vững của nền móng công trình. Nếu đập thủy điện Hòa Bình bị dở, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ sẽ bị chìm trong biển nước. 9 tỷ mét khối nước trong lòng hồ thủy điện Hòa Bình sẽ bị tràn ra, kéo theo mọi thứ trên đường lũ quét ra đến tận Biển Đông. Kính thưa Minh Sư Tru Ma, những thảm họa trên đã được Ngài cảnh báo trong nhiều thông điệp Ngài gửi các nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam. Ngài luôn khuyên mọi người nên hướng về con đường thiện lành, cầu nguyện các đấng tối cao đừng bỏ rơi con người trong thế kỷ nhiều bất ổn này. Chính phủ Việt Nam hiện nay đang phải căng mình ra đối phó, nhưng là những người nghiên cứu khoa học, chúng tôi hiểu rằng khi để sự việc xảy ra thì mọi sự đối phó của con người đều đã muộn. Khoa học của con người chưa dự báo được động đất, thậm chí ngay cả chuyện thời tiết, mưa bão cũng còn chưa kiểm soát hết được. Nói chi đến nguy cơ đại hồng thủy hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp. Nếu mưa lũ lớn cứ kéo dài mà lại kèm theo cả động đất nữa, thảm họa khôn lường này sẽ đe dọa tới sự tồn vong của đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta. Kính thưa Minh Sư Tru Ma, khi thiên tai xảy ra mới thấy con người thật sự nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Vì vậy, trong những giờ phút dân tộc bị nguy cấp này, nhân dân Việt Nam chỉ còn biết hướng về Ngài, về Thượng Đế Tối Cao mà Ngài là đại diện. Xin Ngài mở lòng từ bi thương con dân Việt Nam, thương chúng sanh, ngăn chặn không cho sự việc xấu hơn nữa để loài người có thêm một cơ hội sửa chữa những lỗi lầm của mình đối với mẹ trái đất. Thay mặt những người con Việt Nam, xin trân trọng cảm tạ ân đức của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Om Ruma, Om Ruma, Om Ruma. Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2018. Tiến sĩ Nguyễn Minh Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Công nghệ đã ký. Con kính bạch Minh Sư Tru Ma. Con là cán bộ công chức nhà nước Việt Nam, được Ngài truyền cho Pháp Tu Diệu Âm từ năm 2013. Con luôn có niềm tin tuyệt đối với Minh Sư Tru Ma. Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, luôn thương yêu, cứu độ, cứu nạn chúng sinh. Thời mạt Pháp, chúng sinh không chịu tu hành, không chịu sửa đổi bản thân, luôn lao vào tranh giành, giết chóc, chặt phá rừng, làm ô nhiễm môi trường, nên thiên tai xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Hiện giờ, con được biết Ngài đang hoằng dương chánh pháp bên các nước châu Âu. Con tha thiết thỉnh cầu Ngài mở lòng từ bi cứu giúp cho đất nước Việt Nam chúng con nói riêng và các nước trong vùng Đông Nam Á nói chung được giảm bớt thiên tai. Vì hiện tại, chúng sinh Việt Nam và Đông Nam Á đang phải gánh chịu những nghiệp chướng rất nặng nề, lũ lụt khắp nơi, kéo theo dịch bệnh, đói nghèo,
vân vân. Kính mong lực lượng bất khả tư nghị của Minh Sư Tru Ma cứu giúp đất nước Việt Nam chúng con. Chỉ có tình thương của Minh Sư mới hóa giải được nghiệp chướng đại hồng thủy cho con dân đất nước chúng con mà thôi. Chúng con tha thiết thỉnh cầu Ngài. Xin cảm tạ lòng từ bi của Ngài. Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2018. Con Phạm Xuân Chiến. Suốt hành trình quằng pháp tháng 6 năm 2018 xuyên các tiểu bang miền Nam nước Mỹ, từ California, Nevada, Tennessee, Georgia tới Florida, Minh Sư Tru Ma không chỉ tập trung giải quyết nghiệp chướng của chúng sanh tại Mỹ, trí huệ Ngài vẫn canh giữ nghiệp chướng sắp xảy ra tại Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng sanh ai hiểu được tình thương vô thượng của Minh Sư? Muốn diệt trừ nghiệp chướng phải đi từ cốt lõi của nó. Ta phải đi từ cốt lõi nghiệp chướng mà hiện giờ chúng sanh đang phải đối mặt. Ta cũng là một công dân của đất nước Việt Nam, cũng sinh ra và lớn lên trong đất nước mình. Tuy rằng ta ra đi từ năm 12 tuổi, nhưng cũng từng ăn cơm trong đất nước đó, đi trên đường trong đất nước đó, cũng ân huệ ông bà tổ tiên, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Sao ta quên được đạo lý này? Vì vậy, trước những nguy cơ này, có thể nào ta cũng phải làm, mà ta làm theo cách riêng của ta, làm theo cách thiêng liêng, dùng lực lượng thương yêu để xoa dịu sự bùng nổ những nghiệp chướng đó. Minh Sư Tru Ma đã nói như vậy trước các thiền sinh trong ngày lễ cha 17 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Trong nhiều phương pháp, những quyền cơ mà Minh Sư Tru Ma dùng để hóa giải nghiệp chướng chúng sanh, có một phương thức mà người nhân gian dễ nhận biết, đó là Ngài dùng âm nhạc nhân gian để lồng dòng âm lưu vi diệu của Thượng Đế vào những âm thanh nhân gian đó. Lực lượng âm thanh từ tình yêu thương của Minh Sư, của Thượng Đế sẽ xoa dịu những trấn động lực quỷ diệt trong vô hình gây ra thảm họa cho chúng sanh. Dòng âm lưu ở những tần số của vũ trụ qua âm nhạc nhân gian sẽ giúp Minh Sư đốt đi nghiệp chướng loài người đã gây ra từ bao đời. Điều này chỉ những người có đủ duyên, đủ phước đến tu học thiền định âm thanh và ánh sáng nội tại, còn gọi là diệu âm, với Minh Sư Tru Ma mới hiểu được. Gần đây, chúng ta thấy Minh Sư Tru Ma cho ra những đĩa CD Tình, Đạo, Quê Hương, bao gồm những nhạc phẩm trữ tình của các nhạc sĩ đã được công chúng đón nhận và những nhạc phẩm của các nhạc sĩ phổ thơ của Ngài. Ta Ru Ma Ru Ma, chúc xuân từ đại dương, càng không mênh mông, chúc xuân từ thiên đàng. Từ ta nhắc nhở con mình, nếu con vấp ngã, người viết bài này tin rằng những gì chúng tôi đã thổ lộ ở phần trên sẽ giúp độc giả hiểu ngay sứ mệnh cứu độ chúng sanh của những CD tiếng hát của Minh Sư Tru Ma. Những gì Minh Sư làm đều không nằm ngoài mục tiêu hóa giải nghiệp chướng cho chúng sanh, vì đó là sứ mệnh thiêng liêng mà Thượng Đế đã đặt lên vai Ngài. CD Vol 1 của Minh Sư Tru Ma đã ra đời. Trong thời gian tới, Ngài sẽ cho ra CD Vol 2 và những CD tiếp theo. Lực lượng âm thanh trong giọng ca Minh Sư là sức lực vô cùng hùng mạnh, là tình thương yêu chúng sanh vô bờ bến của Thượng Đế bao phủ hành tinh, đốt đi những thiên tai và thảm họa rình rập cuộc sống an lành của muôn sinh. Là những người thực hiện CD ca nhạc của Minh Sư, chúng tôi hiểu nhiệm vụ của chúng tôi là phải cho ra đời những CD của Ngài thật nhanh, đúng thời điểm, ban trải rộng rãi, để lực lượng tình thương trong giọng hát Minh Sư Tru Ma kịp lấp những hố sâu nghiệp chướng của chúng sanh trong vô hình. Nếu như dòng âm lưu này bị gián đoạn, chuyện gì sẽ xảy đến với đất nước Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới? Chúng ta tự hiểu lấy. Đầu tháng 7 năm 2018,
kết thúc chuyến hoằng pháp tại Mỹ. Minh sư Ruma tiếp tục chuyến hoằng dương chánh pháp của Ngài tới chúng sanh trên lục địa châu Âu. Mỗi buổi thuyết giảng của Ngài tại Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Z, Minh sư Ruma luôn có lời cảnh tỉnh những nguy cơ thảm họa đại hồng thủy từ những công trình thủy điện tại Việt Nam và Đông Nam Á. Sự việc đập thủy điện Seben Senamnoi trên sông Mekong tại tỉnh Atapu, Lào bị dở gây bao đau khổ cho chúng sanh nước Lào đã khiến trái tim vị Minh sư đau đớn. Làm gì bây giờ khi chúng sanh không tin lời tiên tri của Minh sư, không hợp tác với Ngài? Các học trò của Minh sư khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau gửi những tấm lòng hảo tâm của mình tới nước Lào. Nhưng những vật chất nhỏ nhoi này sao lấp được nỗi đau khổ quá lớn mà nhân dân Lào đang phải gánh chịu? Minh sư Ruma nói tại thiền đường Cộng hòa Z rằng thảm họa đại hồng thủy tại Việt Nam còn có nguy cơ xảy ra lớn hơn tại Lào. Nhưng nhờ may, Việt Nam đã có rất nhiều người tu hành thiền định diệu âm, tham gia nhiều khóa bế quan tại các thiền đường Đông Nam Á, cùng nhau cầu nguyện Thượng Đế trong sức gia hộ của Minh sư, nên nghiệp chướng này tạm thời chưa bùng nổ. Nhưng chưa hết đâu, những người tu hành chúng ta cùng nhau thiền định, hồi hướng công đức tu hành của mình cho chúng sanh, một lòng cầu xin Thượng Đế cứu giúp loài người vượt qua kiếp nạn này. Những đĩa CD giọng ca của Minh sư tiếp tục được những người tu hành ban trải rộng rãi khắp nơi, bao phủ tình thương của Minh sư tới những vùng miền mà âm lưu giọng hát của Ngài được vang lên, giúp những nơi đó nghiệp chướng được tiêu trừ. Minh sư Ruma luôn dạy học trò, có tránh thì phải tránh cái nhân, đừng để cái quả hiện diện rồi mới đi lo giải quyết, lúc đó đã muộn rồi, chúng sanh đã đau khổ rồi. Nhưng thường chúng sanh chỉ tin khi cái quả hiện diện mà thôi. Bởi vậy, chúng tôi gửi tới toàn thể quý vị bài viết này với tất cả lòng tâm quyết của những người tu hành chánh pháp chúng tôi dưới tiêu đề Minh sư sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nguyện cầu Thượng Đế thương chúng con. Bộ DVD 224 Holy Baba Sakya Randi, khóa bế quan thiêng liêng mang tên vị sư tổ thứ hai, được Minh sư Ruma tổ chức tại thiền đường Lào, đất nước Lào, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu Mậu Tuất 2018, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 năm 2018. Giới thiệu sách Trở về miền đất tâm linh phần 3. Cuốn sách Trở về miền đất tâm linh phần 3 tường trình lại chuyến viếng thăm đất nước Myanmar lần thứ 3 của Minh sư Ruma vào tháng 7 năm 2016. Qua từng trang sách, từng câu chữ, quý vị sẽ như được cùng Ngài dạo gót qua những thành phố lớn, những cố đô, thăm những công trình kiến trúc nghệ thuật hàng ngàn năm tuổi của đất nước Myanmar. Nẻo nhân gian mong tìm thấy ánh đao vàng đường tu, nay ta đã bước vào tu con đường khắc sĩ mịt mù gian nan, không tiền không bạc thế gian chẳng tu ta quyết trần gian xa lìa, dù ta không bạc không tiền
nhưng có nhiều thứ hơn tiền người ơi. Ta nay tặng những nụ cười, ta nay tặng những nét tươi của mình, tặng người niềm vui chân thành, tặng người chọn một tấm hình thủy chung, tặng người những lời chấm ngưng, tặng người tiếng hát sớm hôm giặc dịu, tặng người từ tay sớm chiều, tặng người hành xử mọi điều an nhiên. Ta nay an thịnh cửa tiền, tấm lòng dân tận bàn hiền khắp nơi. Thế lực ta tặng cho ai, tặng cho huynh đệ sớm mai tu hành. Thầy tu chỉ có tấm lòng, thành tâm rộng mở cái cùng muôn sinh. Tặng người ánh mắt thông minh, cùng nhau dâng bước hành trình gian nan. Tuy ta giao du cõi trần, cũng là khắc sĩ một mình thản nhiên. Ngôi chùa rộng rãi tên thang, ta nay tặng hết chỉ mang thấp liều. Tặng người niềm vui ngập tràn, tặng lời cái ngũ điệu hay, tặng người thiện chí lòng này, giúp người thánh thiện bước vào thiền môn. Nụ cười rạng rỡ sớm hôm, cùng lòng bác ái niềm vui tràn hòa. Tặng người chim chỗ của ta, để ta cư ngụ túp lều ngoài sân, an nhiên đi vào cửa thiền. Phòng hoa ta tặng cho người còn nam, cõi tiền rộng rãi mênh mang, đường tu ta tình không mang chuyện.